Chúng tôi hướng dẫn cho các bạn cách thức các bạn vào cái danh mục hàng hóa đầu tư. Ở đây chúng ta nhìn thấy ở đây có danh mục hàng hóa đầu tư và thành phẩm, nó được phân biệt rõ ràng, công cụ dụng cụ, lưu ý không được nhầm lẫn ở các cái danh mục này. Chúng ta vào hàng hóa đầu tư, trong này chúng ta lưu ý là chúng ta nhìn thấy này đã có các cái bán thành phẩm đây. Thế thì đối với trường hợp này chúng tôi khai báo thêm một số cái, nhưng chúng ta đặc biệt lưu ý chỗ này không khai báo cái thành phẩm và bán thành phẩm. Trong này chỉ khai báo các loại như là nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ hay là chiết khấu. Các bạn chọn thêm mới, tôi sẽ giải thích cụ thể. Các bạn chọn mã vật tư này, các bạn nên để máy nó tự động nó tăng lên thì các bạn đỡ tránh phải được cái trường hợp là nó hay báo trùng. Các bạn nhập vào rồi các bạn nhập ngắn quá, lúc là trùng cái mã này khó nhập. Các bạn cứ để máy nó tự động tăng, chúng ta có auto filter để chúng ta lọc. Tên vật tư, hàng hóa chúng ta nhập vào đúng đầy đủ chủng loại. Cái kho này các bạn lưu ý này, đối với một loại vật tư hàng hóa mà nó chỉ nằm ở một kho, nó không có ở nhiều kho, các bạn khai báo mã kho vào. Tất nhiên khai báo thì nó sẽ tốt hơn không khai báo. Các bạn khi mà cái vật tư đấy nó nằm ở nhiều kho hoặc là nhập về nhiều kho, các bạn có nhiều kho thì các bạn sẽ để trống cái chỗ này, và trong quá trình làm nhập xuất các bạn khai báo hạch toán đưa vào kho nào và khi nhập xuất đưa vào kho nào. Hàng hóa dịch vụ là gì? Hàng hóa dịch vụ là ở đây chúng ta tính chất của nó là chúng ta khai báo hàng hóa và nguyên vật liệu. Thành phẩm chúng ta khai báo bên mục thành phẩm, chúng ta không khai báo ở đây. Dịch vụ nó là một cái hình thức dịch vụ nào đấy mà các bạn cần làm mà lại có số lượng đơn giá thành tiền mà các bạn lại không theo dõi kho. Khi các bạn chọn dịch vụ thì các bạn nhập chứng từ nó sẽ không đòi hỏi các bạn phải nhập kho, và nó cũng không lên tổng hợp nhập tồn, nó vẫn vào bảng kê phiếu nhập bình thường hoặc là bảng kê phiếu xuất nhưng mà nó không lên tổng hợp nhập tồn cho các bạn. Cái này sẽ nhằm phục vụ cho các bạn cái mục đích là đối với những công ty mà mua các cái loại cũng là vật tư nhưng mà lại người ta lại không cần theo dõi kho, thế thì các bạn có thể khai báo vào đây và vẫn làm nhập kho bình thường và vẫn có phiếu xuất bình thường. Chúng ta vào làm kho hạch toán thẳng vào 154, không đi qua các tài khoản như 152, 156, 152, 153 thì sử dụng cái là dịch vụ. Đơn vị tính đương nhiên các bạn phải vào, các bạn không thể bỏ trống chỗ này nhé. Ở đây là loại hàng hóa tư, chúng ta nhìn thấy là chúng ta khi chúng ta chọn cái tên loại bên này, cái cột bên trái này này, chúng ta tổ chức thì nó sẽ hiện lên đây. Ở đây có cái giá mua, nếu như cái giá cố định dài lâu thì các bạn sẽ khai báo vào đây luôn, thì khi nhập mua nó tự động đưa giá vào. Giá bán cũng thế, khi các bạn bán ra thì các bạn có cố định giá sẵn trong một khoảng thời gian dài. Và cái thuế suất thì chúng ta có thể khai báo sẵn để sau này khi hạch toán vào nó tự động lấy thuế suất cho các bạn. Đây là cái tỷ lệ chiết khấu mua hàng, cái hàng hóa nếu mà có cái mức chiết khấu khi mà cứ mua về là có trường đấy chiết khấu thì các bạn đánh vào đây nó sẵn. Mã vạch thì chúng ta sẽ liên quan đến cái vấn đề là tích hợp vào cái phần mềm kế toán này bằng một cái module hay là một cái phân hệ bán hàng siêu thị mini, thì nó sẽ giúp các bạn là phân định cái mã vạch này, sử dụng cái đầu đọc mã vạch hoặc là camera của điện thoại. Cái chủng loại hàng hóa này thì các bạn nhìn thấy có thêm các cái thông tin khác. Ở đây sau này là cái tài khoản kho, thì khi các bạn chọn, nếu các bạn nhìn thấy chọn vật liệu thì nó sẽ hiện ra đây 152, chọn hàng hóa nó hiện 156, các bạn vẫn có thể thay đổi nhé. Phương pháp tính giá vốn đây, các bạn lưu ý là phương pháp tính giá vốn thì có mấy cái loại mà chúng ta vẫn hay thường sử dụng. Các công ty thì đa số sử dụng bình quân cuối kỳ, có công ty sử dụng đích danh, có công ty sử dụng nhập trước xuất trước. Tôi giải thích rõ cho các bạn này, đối với bình quân cuối kỳ các bạn chả phải làm cái gì cả. Cuối kỳ các bạn, cuối tháng các bạn chạy chức năng tính giá bình quân gia quyền là nó ra. Cái chức năng đích danh ấy, thì nó nhằm mục đích cái gì? Khi các bạn nhập xuất thì nó lại đảm bảo các bạn là phải khai báo thêm cái số lô. Có nghĩa rằng nếu các bạn đã khai báo nó là đích danh thì các bạn phải nhập vào cái lô. Và sau này khi bán ra thì các bạn biết là phải các bạn bán từ cái lô nào thì nó sẽ lấy ra vốn cho các bạn luôn. Đó, không các bạn không phải cần ra vốn nữa. Cái thứ ba là cái nhập trước xuất trước, là cái hình thức mà chúng ta đã biết, là kế toán chúng ta đã biết rồi. Thế thì việc lựa chọn các cái phương pháp tính ở đây nó nhằm quyết định cái việc là vật tư này được tính cho phương pháp gì, và phần mềm sẽ đáp ứng tất cả những cái mô hình mà các doanh nghiệp mà có nhiều hình thức tính trong một đơn vị.
Tồn tối thiểu có nghĩa là cái số lượng tồn bắt buộc tối thiểu sẽ là bao nhiêu? Tồn tối đa nó là tồn đến tối đa là được tồn bao nhiêu? Đó, cái này nó liên quan đến cái, có thể là do hàng ế ẩm, nó liên quan đến cái phần quản lý đấy. Các bạn diễn giải các cái nội dung tiếp theo và các bạn chọn lưu. Chúng ta đã xong cái phần khai báo hàng hóa vật tư.